Diễm Thi và Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin được mở đầu bản tin buổi sáng thứ tư 29 tháng 12 với các tin tức đáng chú ý đầu ngày. Việt Nam mong muốn đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ trong năm 2011. Quảng Ngãi đưa dân ra ngoài trường xa lập nghiệp. Kính thưa quý khán thính giả, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu chương trình hỗ trợ đưa dân ra trường Sa lập nghiệp kể từ năm 2011. Theo tin từ báo điện tử VN Express, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là ông Nguyễn Xuân Quế cho biết, tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ đưa dân ra các đảo theo chương trình đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là vùng biển đảo Trường Sa. Ông Quế nhấn mạnh, kế hoạch này vừa thúc đẩy kinh tế biển, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, trong năm tới, Quảng Ngãi sẽ kêu gọi đầu tư thêm các dự án năng lượng mặt trời, điện, tập trung xây dựng hệ thống đê kè biển để đảm bảo cho an sinh xã hội trên đảo Lý Sơn. Hiện nay, dân số trên đảo Lý Sơn khoảng 21.000 người. Quý khán thính giả, Việt Nam nỗ lực giữ 3,8 triệu hecta đất trồng lúa để nhằm vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa để phát triển kinh tế đời sống người dân. Đây là mục tiêu được Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra hôm 28 tháng 12. Bộ Tài nguyên Môi trường đã chỉ thị tăng cường công tác quản lý đất đai, yêu cầu hạn chế lấy đất nông nghiệp mở khu đô thị tràn lan, cũng như hạn chế tối đa việc chuyển đổi đất trồng lúa nước sang sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện cả nước còn 4,1 triệu hecta đất lúa. Tuy nhiên, tình trạng đất lúa đang biến thành các loại đất khác đang xảy ra tràn lan khắp cả nước. Nguyên nhân được cho là vì người dân chạy theo lợi ích trước mắt, ngoài ra còn do yếu tố chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho chính quyền thực hiện như việc phá đất lúa, đất rừng để phát triển kinh tế. Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp cuối năm 2010, Ông Lê Công Phụng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã đặt vấn đề với phía Mỹ về một chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong năm 2011. Theo đại sứ Lê Công Phụng, năm 2010, tuy không có các cuộc viếng thăm chính thức giữa lãnh đạo hai nước, nhưng cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều xác định tiếp tục thúc đẩy các quan hệ song phương, củng cố lòng tin lẫn nhau. Về vai trò của Việt Nam trong cách nhìn nhận của Mỹ, ông Lê Công Phụng cho rằng vì lợi ích chiến lược của mình, Mỹ đánh giá rất cao vai trò chiến lược của Việt Nam ở khu vực. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhìn nhận, hiện hai nước vẫn còn nhiều khác biệt trên các hồ sơ thương mại, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo. Ông Lê Công Phụng nói rằng, Việt Nam phải đấu tranh để hai bên hiểu biết sâu hơn và mọi sự áp đặt đều không có lợi cho quan hệ của hai nước. Trung bình, mỗi ngày có 31 người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông. Đây là con số thống kê được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết tại Hội nghị An toàn Giao thông Toàn quốc vào ngày 28 tháng 12 vừa qua. Theo đó, trong năm 2010 đã có tổng cộng 11.440 người chết vì tai nạn giao thông và hơn 10.000 người bị thương. Theo Bộ Giao thông Vận tải, số người chết do tai nạn giao thông trong 3 năm qua có giảm đi nhưng chưa đạt 5% như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu ý thức tôn trọng luật lệ giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng kẹt xe và đường xá hư hỏng, lún sụt cũng góp phần tăng khả năng xảy ra tai nạn. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com.rfa.vietnamese Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể theo dõi các chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động thông qua trang web www.vietnamese.rfa.org Diễm Thi và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.